mà là do từ trong đời quá khứ Bồ Tát tu hành, Bồ Tát đạo, thành tựu công đức xuất thế mà sinh ra căn lành, mới có cảnh giới đó. Nó vượt qua tất cả cảnh giới thế gian. Nếu như có chúng sinh thấy được cảnh giới đó, thì họ nhất định sẽ đắc được bất thối truyền Phật đạo vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Phật tử, đại quang minh đó làm việc cúng dường như vậy rồi, lại nhiễu tất cả thế giới trong mười phương, nơi mỗi đạo tràng chúng hội của chư Phật đủ mười vòng, rồi vào dưới chân của các Như Lai. Bấy giờ chư Phật và các Bồ Tát biết đại Bồ Tát nào ở trong thế giới nào làm được hạnh rộng lớn như vậy đến bậc thọ chức. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, lưới đại quang minh này làm Phật sự cúng dường chư Phật rồi, lại nhiễu bên phải mười vòng tất cả thế giới trong mười phương và hết thảy đạo tràng pháp hội của chư Phật. Nhiễu xong rồi, lưới quang minh đó lại vào dưới bàn chân của mỗi vị Như Lai trong mười phương thế giới. Tại sao trên đảnh Bồ Tát thập địa phóng ra quang minh phải vào dưới chân của Phật? Có hai ý nghĩa: một, biểu thị sự cung kính cao thầm nhất. Tuy nhiên thập địa đã đạt được cảnh giới không thể nghĩ bàn, nhưng ở trước chư Phật không thể tự mình có tầm cao ngạo theo trình độ tu chứng mà nói, thì thập địa chỉ là bậc cao nhất trong thập địa chưa đạt đến quả Phật viên mãn. Thần thông trí huệ của Ngài còn thua Phật xa lắm, cho nên Bồ Tát ở đâu cũng biểu hiện cung kính Phật, không quên mình vẫn là đệ tử của Phật. Chẳng những không thể biểu thị có tâm cống cao ngã mạn đối với Phật, mà đối với bất cứ ai cũng vậy. Hai là Như Lai hạ nhiếp, cho nên dưới chân phóng quang, Bồ Tát là thượng nhiếp, quang thì vào trong cảnh giới của Phật là bình đẳng nhiếp với nhau. Khi đại quang minh này nhiếp với nhau, thì chư Phật và hết thảy Bồ Tát lập tức biết ở trong thế giới nào có vị Bồ Tát nào, Ngài tu tập đủ thứ căn lành xuất thế, Ngài có pháp môn rộng lớn như vậy, đã đạt đến bậc thọ chức, thọ quán đảnh vị. Phật tử, bấy giờ mười phương vô lượng vô biên Bồ Tát, cho đến chúng hội Bồ Tát kiểu địa đều đến vây quanh cung kính cúng dường, một lòng quan sát vị đại Bồ Tát này. Đừng lúc quan sát thì các Bồ Tát đó đều đắc được 10.000 tam muội. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi chư Phật và các Bồ Tát làm như ở trên vừa nói, thì có vô số Bồ Tát không thể tính biết được, cùng với kiểu địa và các Bồ Tát bậc dưới đều đến vây quanh vị Bồ Tát Pháp Vân Điện này, cùng kính cúng dường vị Bồ Tát này, chuyên tâm một lòng quan sát cảnh giới của vị Bồ Tát thập điện này. Đừng lúc các ngài quan sát, thì ai nấy đều lập tức đắc được 10.000 tam muội. Bấy giờ hết thảy Bồ Tát thọ chức trong mười phương đều ở trong tướng ngực kim cang trang nghiêm, phóng ra quang minh tên là năng hoại ma oán, có trăm vạn a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu khắp mười phương hiện vô lượng thần thông biến hóa, sau đó lại trở về trong tướng ngực kim cang trang nghiêm của đại Bồ Tát này. Khi quang minh đó vào rồi, khiến cho hết thảy trí huệ thế lực của Bồ Tát này càng tăng trưởng gấp trăm ngàn lần. Đừng lúc chư Phật và các Bồ Tát quán sát thập địa Bồ Tát, thì hết thảy Bồ Tát thọ chức vị quán đảnh trong mười phương, các ngài đều là đại Bồ Tát trợ giúp Phật tuyên hóa Phật pháp, giáo hóa chúng sinh. Mọi người đồng thời đều ở trong tướng ngực kim cang trang nghiêm phóng ra đại quang minh. Tướng ngực kim cang trang nghiêm là một tướng tốt của Bồ Tát, kim cang là biểu thị nguyện lực của Bồ Tát, hạnh lực của Bồ Tát, tâm của Bồ Tát đều kiên cố giống như kim cang. Trang nghiêm là căn lành xuất thế tích tụ của Bồ Tát tu trì, thành tựu phước đức dùng làm sự trang nghiêm của Bồ Tát. Ngực là trước ngực, nghĩa là biểu thị ngực của Bồ Tát này vạn đức trang nghiêm. Ngực của Bồ Tát chỉ có tư tưởng lợi ích chúng sinh, chưa từng tính toán lợi ích cho chính mình. Chỉ biết có người, không biết có mình, đó tức là tướng ngực kim cang trang nghiêm. Tướng thì phải có nghiệp thiện đức hạnh siêu việt mới có thể thành tựu tướng như vậy. Đức hạnh là chỉ lục độ vạn hạnh mà nói. Lục độ vạn hạnh viên mãn rồi, những gì cần làm đã làm xong, mới có tướng ngực kim cang trang nghiêm này. Các đại Bồ Tát thọ chức trong pháp hội đều từ trong tướng ngực kim cang trang nghiêm phóng ra quang minh. Quang minh đó tên là năng hoại ma oán, hay phá hoại tất cả mọi kiều oán của ma. Ngoài quang minh đó ra, còn có trăm vạn a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu khắp đến mười phương thế giới, hiện hiện ra không biết bao nhiêu thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Hiện hiện như vậy rồi, quang minh đó lại vào trong tướng ngực kim cang trang nghiêm của thập địa Bồ Tát. Quang minh đó vào trong tướng đó rồi, liền khiến cho thập địa Bồ Tát vốn có trí huệ và thần thông thế lực của Ngài lập tức tăng trưởng vượt trội gấp trăm ngàn lần.
Bấy giờ mười phương tất cả chư Phật từ giữa lông mày phóng ra quang minh thanh tịnh, tên là Tăng Ích Nhất Thiết Trí Thần Thông, có vô số quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, nhiễu bên phải mười vòng, thị hiện tự tại quảng đại của Như Lai, khai ngộ vô lượng trong ngàn ước Na Do Tha các chúng Bồ Tát, chấn động khắp cùng tất cả cõi Phật, trừ trừ tất cả khổ trong các đường ác, che lấp tất cả cung điện của ma, hiện bày tất cả những nơi chư Phật được Bồ Đề, đạo trang chúng hội trang nghiêm oai đức, chiếu khắp tận hư không biến pháp giới hết tất cả thế giới như vậy rồi, bèn đến ở trên hội Bồ Tát này, nhiễu quanh bên phải, rồi thị hiện đủ thứ sự trang nghiêm. Khi thập địa Bồ Tát nhiếp đại quang minh này, nhờ đó mà khiến cho trí huệ thế lực tăng trưởng gấp trăm ngàn lần. Lúc đó, mười phương chư Phật đều từ giữa lông mày phóng ra một luồng quang minh thanh tịnh tên là Tăng Ích Nhất Thiết Trí Thần Thông. Quang minh đó liền tăng trưởng trí huệ của Bồ Tát, cũng lợi ích chúng sinh. Ngoài ra lại có vô số quang minh làm quyến thuộc, quang minh thanh tịnh, chiếu sáng khắp mười phương tất cả thế giới, nhiễu bên phải mười vòng, sau đó thị hiện sự tự tại quảng đại của Phật, thị hiện công đức tự tại rộng lớn của Phật, thị hiện diệu dụng tự tại quảng đại của Phật, lại thị hiện thần thông tự tại quảng đại của Phật. Nhờ quang minh này chiếu đến mà khiến cho vô lượng trong ngàn ước Na Do Tha Bồ Tát đều khai đại ngộ. Lúc đó đại địa cũng chấn động khắp, mười phương pháp giới tất cả cõi Phật cũng đều chấn động như vậy. Quang minh đó lại hay diệt trừ thống khổ trong tất cả đường ác, khiến cho sinh ra tất cả điều thiện, lại hay che lấp tất cả cung điện của ma vương, phá tan lưới ma. Ở trong quang minh đó lại thị hiện chỗ chư Phật chứng ngộ Bồ Đề giác đạo, ở dưới cội Bồ Đề tụ chúng làm Phật sự, truyền bánh xe pháp, pháp hội trang nghiêm phi thường. Bồ Tát ở trong pháp hội đều là đại Bồ Tát có hết đại oai đức. Quang minh đó chiếu khắp đến tận hư không biến pháp giới tất cả thế giới như vậy rồi, lại trở về trên pháp hội của thập địa Bồ Tát, nhớ quanh bên phải đạo tràng, lại thể hiện đủ thứ việc thần diệu trang nghiêm. Hiện những việc đó rồi bèn đi vào trên đảnh của đại Bồ Tát, các quang minh quyến thuộc đó cũng đều đi vào đỉnh của các Bồ Tát đó. Bây giờ Bồ Tát đó đắc được trăm vạn tam muội mà trước kia chưa đắc được, đây gọi là đã được bậc thọ trước vào cảnh giới của Phật đầy đủ mười lực, dựa vào số chư Phật. Quang minh đó hiện hiện ra đủ thứ việc thần diệu rồi, nhập vào trên đỉnh đầu của Bồ Tát thập địa, pháp vân địa, quang minh làm quyến thuộc cũng đều nhập vào trên đỉnh đầu của họ. Lúc đó vị thập địa Bồ Tát lại chứng đắc trăm vạn tam muội mà trước kia chưa từng đắc được, đây là đắc được bậc thọ trước đã vào cảnh giới của Phật đầy đủ mười lực của Phật, từ đây sẽ liệt vào trong danh số của Phật. Mười phương chư Phật lại có thêm một vị Bồ Phật mới, vì còn có hai quả vị đẳng giác và diệu giác chưa viên mãn thành tựu. Phật tử như chuyển luân thánh vương sinh ra thái tử, mẹ là hoàng hậu, thân tướng đầy đủ. Vua chuyển luân vương bảo thái tử ngồi trên tòa voi trắng báu vàng đẹp, răng lưới mản lớn, kiến lập tràng pha lớn, đốt hương giải hoa, tấu lên các âm nhạc, lấy nước bốn biển lớn chứa trong bình vàng, vua cầm bình này dưới nước đền đầu thái tử. Bấy giờ liền gọi là thọ chức vị vua, dự vào số quán đảnh vua sát lợi, liền đầy đủ thực hành thập thiện đạo, cũng gọi là chuyển luân thánh vương. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, ví như chuyển luân vương sinh thái tử, vì mẹ là hoàng hậu đệ nhất phu nhân, thân phận của thái tử khác với những con cái khác. Hơn nữa, cha của thái tử có 32 tướng tốt, cũng có những vẻ đẹp. Mẹ của thái tử cũng đoan trang xinh đẹp, tài đức dung nhan đầy đủ, sinh con già đương nhiên thần tướng đầy đủ. Vua chuyển luân vương bảo thái tử ngồi trên tòa voi báu màu trắng, làm bằng vàng rất đẹp, răng lưới màng rộng lớn, kiến tạo tràng lớn và phan lớn, đốt lên hương thơm nhất, giải đủ thứ hoa tươi, lại diễn tấu các thứ âm nhạc hay, lấy nước trong bốn biển lớn, nước bốn biển đông nam tây bắc đựng trong bình vàng. Bấy giờ vua chuyển luân cầm bình vàng dưới nước bốn biển lên đầu thái tử, nghi thức này gọi là thọ chức vị vua. Từ đây trở đi chính thức kế thừa ngôi vua làm chuyển luân thánh vương, liệt vào trong danh vị vua sát lợi, bèn có đầy đủ tư cách thực hành thập thiện nghiệp đạo, cũng có thể gọi là chuyển luân thánh vương. Bồ Tát thọ chức cũng là như vậy, vì nước trí huệ của chư Phật dưới lên đảnh của Ngài gọi là thọ chức, vì đầy đủ mười lực của Như Lai nên dự vào số chư Phật. Thập địa Bồ Tát thọ chức cũng giống như vậy, trí huệ của mười phương chư Phật như nước bốn biển lớn dưới vào trong tâm của vị Bồ Tát này, cho nên cũng gọi là thọ chức.
Vì Bồ Tát đã tu chứng đến thập địa, đã đầy đủ 10 lực giống như Phật, cho nên được liệt vào trong danh vị của Phật. Phật tử đó gọi là Bồ Tát thọ trước đại trí. Bồ Tát nhờ trước đại trí này nên thực hành được vô lượng trong ngàn vạn ước na do tha hạnh khó làm, tăng trưởng vô lượng trí huệ công đức, gọi là an trụ pháp vân địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở trước tôi đã nói qua nghi thức lễ quán đảnh là một ví dụ. Tại phương diện Bồ Tát mà nói thì gọi là Bồ Tát thọ trước đại trí, nghĩa là nói đại Bồ Tát thọ trước đại trí huệ rồi phải vào nơi Phật vị, chẳng bao lâu sẽ thành Phật. Bồ Tát đã thọ trước đại trí làm hậu bồ Phật, thực hành vô lượng trăm ngàn vạn ước na do tha, việc không dễ làm được. Nào là khó làm mà làm được, khó nhẫn mà nhẫn được, khó thọ mà thọ được, khó trì mà trì được. Bất cứ việc gì người làm không được, Bồ Tát không từ ngàn hạnh vạn khổ, quyết không bỏ qua, làm được mục đích mời ngừng. Đây gọi là khó làm mà làm được. Bồ Tát có nguyện lực hằng tâm, ngài luôn tinh tấn không giải đãi, hay nhẫn thọ không thay đổi, hay thanh tịnh thiền định, hay siêng tu tập bát nhã, hay nghiêm cẩn trì giới, hay viên mãn tu thành tựu bố thí, như vậy mới có thể tăng trưởng vô lượng trí huệ, tích tập vô lượng công đức. Tu hành như vậy thì sẽ tiến vào pháp vân địa, địa thứ 10 gọi là an trụ pháp vân địa. Phật tử đại Bồ Tát trụ tại pháp vân địa này biết như thật về dục giới tập, sắc giới tập, vô sắc giới tập, thế giới tập, pháp giới tập, hữu vi giới tập, vô vi giới tập, chúng sinh giới tập, thức giới tập, hư không giới tập, niết bàn giới tập. Bồ Tát này biết như thật về chư kiến phiền não hạnh tập, thế giới thành hoại tập, thành văn hạnh tập, bích chi Phật hạnh tập, Bồ Tát hạnh tập, Như Lai được vô sở úy sắc thân pháp thân tập, trí nhất thiết chủng nhất thiết trí huyết tập, thị hiện được bồ đề chuyển bánh xe pháp tập và tất cả pháp phân biệt quyết định trí tập. Tóm lại dùng nhất thiết trí biết tất cả tập. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi vị đại Bồ Tát này tu lục độ phạn hạnh, tinh tập đủ thứ căn lành, trụ nơi pháp vân địa, thì ngài đã chứng đắc vô thượng trí. Ngài biết chân thật về nguyên nhân tất cả phiền não trong dục giới và tập tụ phiền não của tất cả chúng sinh trong dục giới. Ngài lại biết chân thật về nguyên nhân đủ thứ tập khí chưa trừ sạch của chư thiền sắc giới. Ngài lại biết tất cả vọng tưởng của chúng sinh trong tận hư không biến pháp giới. Ngài lại biết hết thảy tất cả chúng sinh trên thế giới đều có vô lượng tham sân si. Ngài lại biết tất cả chúng sinh trong tận hư không biến pháp giới đều có nguyên nhân vô minh. Ngài lại biết pháp hữu vi có hình có tướng. Ngài lại biết pháp vô vi không hình không tướng không chỗ làm. Ngài lại biết nguyên nhân tích tụ tất cả phiền não của hết thảy tất cả chúng sinh. Ngài lại biết nguyên nhân kết thành tất cả thức giới. Ngài lại biết tất cả hư không giới. Ngài lại biết tất cả niết bàn giới. Vị Bồ Tát thập địa này, ngài biết chân thật về đạo lý và nhân duyên của tất cả chư kiến phiền não, chư kiến bao quát chánh trì chánh kiến, tà tri tà kiến và nhân tố tất cả vô minh phiền não. Ngài lại biết thế giới hình thành như thế nào, lại hoại diệt ra sao, những quan hệ đó ngài đều biết. Ngài lại biết bậc thánh thành phần tu pháp bốn diệu đế khổ tập diệt đạo mà thành đạo. Ngài lại biết quá trình bậc thánh bích chi Phật tu pháp 12 nhân duyên mà chứng quả. Ngài lại biết Bồ Tát Đại Thừa tu lục độ vạn hạnh, khó hành, khổ hạnh, đại bi, đại nguyện, lợi ích chúng sinh. Ngài lại biết nguyên nhân Như Lai chứng được 10 lực bốn vô sở úy mà thành tựu sắc thân cùng pháp thân và thành tựu nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí huệ thù thắng, thị hiện được vô thượng bồ đề và chuyển bánh xe pháp. Thập địa Bồ Tát hay vào sâu tất cả pháp, hay phân biệt tất cả sự việc có nhất thiết trí quyết định. Tóm lại, bất quá chỉ đưa ra những điểm quan trọng để nói, vị thập địa Bồ Tát này, pháp vân địa, ngài dùng nhất thiết trí huệ biết tất cả tụ tập phiền não, tất cả tụ tập hạnh môn, tất cả tụ tập đủ thứ trí huệ. Phật tử đại Bồ Tát này dùng giác huệ tối thượng như vậy, biết như thật về chúng sinh nghiệp hóa, phiền não hóa, trừ kiến hóa, thế giới hóa, pháp giới hóa, thành văn hóa, bích chi Phật hóa, Bồ Tát hóa, Như Lai hóa, tất cả phân biệt, không phân biệt hóa, đều biết như thật vậy. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị đại Bồ Tát này, ngài dùng trí huệ giác ngộ tối thượng như đã nói ở trên, biết chân thật về nghiệp của chúng sinh tạo ra, có sự biến hóa như thế nào, phiền não của chúng sinh lại biến hóa ra sao, tất cả tri kiến của chúng sinh lại có biến hóa như thế nào, thế giới này có sự biến hóa như thế nào,
pháp giới này có biến hóa như thế nào, thành phần tu pháp bốn đế lại có sự biến hóa như thế nào, bích chi Phật tu 12 nhân duyên lại biến hóa ra sao, Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh lại có biến hóa như thế nào, Phật thành tựu 10 lực 4 vô sở úy 18 pháp bất cộng lại có sự biến hóa như thế nào, tất cả sự phân biệt và không phân biệt lại có sự biến hóa khác nhau như thế nào. Những gì vừa nói ở trên, thập địa Bồ Tát đều biết chân thật, lại biết như thật về Phật trì, pháp trì, tăng trì, nghiệp trì, phiền não trì, thời trì, nguyện trì, cúng dường trì, hành trì, kiếp trì, trí trì, đều biết như thật như vậy. Thập địa Bồ Tát lại biết chân thật về Phật trụ trì trên thế giới này như thế nào, pháp trụ trì trên thế giới này như thế nào, tăng nhân lại trụ trì trên thế giới này như thế nào. Ngài đều biết tình huống sự thật tam bảo trụ thế. Ngài lại biết nhân loại thọ nghiệp lực trì xử, sức lực phiền não khiến con người lưu chuyển như thế nào, không thể thoát khỏi sự trói buộc. Thời gian trụ trì thế gian như thế nào, nguyện lực lại khiến con người bất khuất mà đạt thành đạo nghiệp như thế nào, cúng dường lại trụ trì thiện hạnh như thế nào, hành trụ trì như thế nào, kiếp thành tựu trụ thế như thế nào, trí huệ trụ trì tiến dẫn vạn hạnh như thế nào, đủ thứ vấn đề tính chất khác nhau như vậy, Bồ Tát đều biết chân thật như lý như pháp. Lại biết như thật chư Phật Như Lai vào vi tế trí, đó là tu hành vi tế trí, mạng trùng vi tế trí, thọ sinh vi tế trí, xuất gia vi tế trí, hiện thần thông vi tế trí, thành chánh giác vi tế trí, chuyển pháp luân vi tế trí, trụ thọ mạng vi tế trí, bát niết bàn vi tế trí, giáo pháp trụ vi tế trí, đều biết như thật như vậy. Thập địa Bồ Tát lại biết chân thật Phật vào sâu trí huệ vi tế như thế nào. Trí huệ này chẳng phải Bồ Tát sơ phát tâm có thể vào được. Thập địa Bồ Tát, Ngài đều minh bạch được nguyên nhân chư Phật vào được. Như đã nói, tu hành đắc được trí huệ vi tế, cùng phụ tu đạo là sai một ly đi ngàn dặm, khởi một chút vọng tưởng cho rằng không quan trọng, nhưng lập tức cắt đứt con đường bồ đề trông xuống hạt giống địa ngục. Do đó, người tu đạo ngàn vạn đừng tùy tiện giấy vọng niệm, sẽ tránh khỏi thọ kết quả không tốt. Đây là nguyên nhân khi tu đạo phải chú ý vi tế trí huệ, phải minh bạch đạo lý. Bồ Tát còn biết khi lâm chung thì phải chú ý tánh trọng yếu vi tế trí huệ, phải làm thế nào mới có thể sinh về đường lành, còn làm thế nào sẽ sanh vào đường ác. Thọ sanh vi tế trí, tức là phải làm thế nào mới có thể thọ sinh vào ba đường lành để tránh khỏi thọ vào bằng sinh chịu khổ. Xuất gia vi tế trí, các vị đừng cho rằng xuất gia là chuyện dễ dàng. Ít nhất cũng có sự quyết tâm lớn nhất, phải buông bỏ được cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, công danh phú quý đều không màng. Chí nguyện như vậy cũng là quyết tâm, cũng có thể nói là trí huệ, chân chánh trí huệ, vi tế trí huệ, hiện thần thông vi tế trí. Biểu hiện thần thông phải hợp thời đúng lúc, bằng không thì sẽ thọ hiệu quả ngược lại, thành chánh giác vi tế trí. Tu đạo chứng quả khó làm mà làm được, mới thành Phật đạo, đây nhất định phải có trí vi tế tối thượng. Chuyển pháp luân vi tế trí, phải chuyển bánh xe pháp như thế nào, giáo hóa chúng sinh mới có thể đạt được mục đích cứu độ chúng sinh. Trụ thọ mạng vi tế trí, phải nuôi dưỡng sanh mạng như thế nào mới có thể khiến cho thọ mạng sống lâu. Bát niết bàn vi tế trí, phải thị hiện nhân gian, thực hành việc hóa độ khiến cho chúng sinh khai mở trí kiến Phật, sau đó vào bát niết bàn. Quá trình thời gian đó cũng có đại trí huệ mới lãnh đạo được vạn hạnh, nên vào niết bàn như thế nào cũng phải có vi tế trí huệ quyết định. Giáo pháp trụ vi tế trí, giáo lý của Phật nói, diệu pháp nói ra, trên nền như thế nào mới trụ thế lâu dài, đây cũng phải có vi tế trí huệ để an bài. Ở trên nói về đủ thứ tác dụng của vi tế trí, thập địa Bồ Tát đều biết chân thật rõ ràng. Lại vào nơi bí mật của Như Lai, đó là thân bí mật, lời bí mật, tâm bí mật, thời phi thời, tư lượng bí mật, thọ ký Bồ Tát bí mật, nhiếp chúng sinh bí mật, đủ thứ thừa bí mật, tất cả chúng sinh căn hạnh sai biệt bí mật, đạo nghiệp bí mật, được Bồ Tát hạnh bí mật, đều biết như thật như vậy. Thập địa Bồ Tát lại có thể vào sâu nơi bí mật của Phật. Những gì là nơi bí mật của Phật? Tức là vì đây nói mà kia không biết, vì kia nói mà đây không biết, đó đây không biết nhau nên gọi là bí mật. Phật vì tất cả chúng sinh nói pháp, chúng sinh đều hiểu biết được của mình mà chẳng biết người khác, cho nên nói là nơi bí mật của Phật. Như Kinh Văn đã nói, thân bí mật, tức thân nghiệp bí mật,
lại nói bí mật, tâm ý bí mật, đây là ba nghiệp bí mật. Phải tu hành như thế nào mới có thể tiêu trừ tội ba nghiệp và còn có thể tăng trưởng căn lành ba nghiệp? Thời và phi thời tư lượng đều có sự bí mật, thọ ký Bồ Tát bí mật, tức là khi mỗi vị đại Bồ Tát tu chứng đến quả vị cuối cùng, thì có chư Phật đến vì các ngài mà thọ ký, chứng minh ngài lúc nào thành Phật, cõi nước thành Phật gọi là gì, thời gian trụ thế bao lâu, vân vân. Nhiếp chúng sinh bí mật, dùng phương pháp gì nhiếp thọ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đủ thứ hữu thừa bí mật, bao quát thành phần thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và thiên nhân thừa. Trong các thừa này có gì khác nhau, sai biệt bí mật. Hết thảy tất cả các phẩm loại chúng sinh, trong quá khứ gieo trồng gốc lành, tu hạnh lành, có những gì khác nhau bí mật. Chúng sinh tạo nghiệp thiện ác khác nhau, tương lai quả báo khác nhau bí mật. Tu thiện nghiệp, tức được Bồ Tát hạnh bí mật. Đủ thứ bí mật vừa nói ở trên thập địa Bồ Tát đều biết rõ ràng. Lại biết vào hết thảy kiếp trí của chư Phật, đó là một kiếp vào A Tăng Kỳ kiếp, A Tăng Kỳ kiếp vào một kiếp, có số kiếp vào không số kiếp, không số kiếp vào có số kiếp, một niệm vào kiếp, kiếp vào một niệm, kiếp vào phi kiếp, phi kiếp vào kiếp, kiếp có Phật vào kiếp không có Phật, kiếp không có Phật vào kiếp có Phật, kiếp quá khứ vị lai vào kiếp hiện tại, kiếp hiện tại vào kiếp quá khứ vị lai, kiếp quá khứ vào kiếp vị lai, kiếp vị lai vào kiếp quá khứ, kiếp dài vào kiếp ngắn, kiếp ngắn và kiếp dài đều biết như thật như vậy. Trên tư tưởng của chư Phật thì chẳng có quan niệm về thời gian, cho nên chẳng có cái gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ là trong nhãn quang của chúng sinh mới có quan niệm về thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chư Phật nói đạo lý dùng kiếp vào kiếp, kiếp vào phi kiếp, cũng là vì tùy thuận chúng sinh, không nói mà nói, không lời mà lời, nói ngang, nói dọc, nói bụi, nói cõi, nói thô, nói tế, nói có, nói không. Nói đủ thứ pháp, thị hiện đủ thứ tướng, đều là muốn khiến cho chúng sinh cảnh tỉnh vô thường mà sinh thiện niệm. Thập địa Bồ Tát ngài lại biết cảnh giới trí huệ và kiếp của chư Phật nói, như Kinh Văn nói, một kiếp vào A Tăng Kỳ kiếp, bổn lai thời gian là một kiếp, có thể tính nó trong thời gian A Tăng Kỳ kiếp, vô lượng số. A Tăng Kỳ kiếp vẫn có thể thu nó vào trong một kiếp. Một kiếp có thể tán làm vô lượng kiếp, vô lượng kiếp lại có thể nhiếp về một kiếp, đây tức là đạo lý một nhiều vô ngại. Kiếp có số và kiếp không số, kiếp không số và kiếp có số. Có số là có thể biết số mục xác thật, không số là không thể biết số giáo có bao nhiêu. Kiếp có số vô số này, có thể nhiếp với nhau để tính, đây cũng là đạo lý một nhiều vô ngại, nhiều một dùng nhau. Một niệm vào kiếp, kiếp vào một niệm có thể kéo dài làm vô lượng kiếp lại có thể thù làm một niệm, kiếp vào phi kiếp vào kiếp, thời gian dài một đại kiếp, có thể với không đủ một kiếp hợp thành một kiếp. Tuy nhiên thời gian không đủ một kiếp, vẫn có thể tính nó là một đại kiếp, kiếp có Phật và kiếp không có Phật, kiếp không có Phật và kiếp có Phật. Có kiếp có Phật ra đời, có kiếp không có Phật ra đời. Kiếp có Phật ra đời có thể biến đổi nó làm kiếp không có Phật ra đời. Kiếp không có Phật ra đời lại có thể biến đổi nó làm kiếp có Phật ra đời. Kiếp quá khứ vị lai và kiếp hiện tại và kiếp quá khứ vị lai. Chẳng có quan niệm về kiếp quá khứ và kiếp vị lai, vì quá khứ và vị lai đều vào kiếp hiện tại này, cho nên chỉ có kiếp hiện tại. Kiếp hiện tại này lại có làm kiếp quá khứ và kiếp vị lai, thì kiếp hiện tại này chẳng còn nữa. Kiếp quá khứ và kiếp vị lai và kiếp quá khứ. Chẳng có kiếp quá khứ vì nó đã vào kiếp vị lai lại có thể vào kiếp quá khứ. Kiếp dài vào kiếp ngắn vào kiếp dài có thể hóa làm kiếp ngắn lại có thể vào kiếp dài. Đạo lý vào chung với nhau này, cảnh giới không thể nghĩ bàn này, chẳng phải Bồ Tát Sơ Phát Tâm có thể minh bạch được, phàm phu càng không thể tưởng tượng đến được. Song thập địa Bồ Tát ngài đối với đủ thứ cảnh giới nhân duyên đạo lý này đều biết chân thật như vậy, vì ngài có đã đầy đủ trí huệ vào kiếp của chư Phật. Lại biết những nơi trí của Như Lai vào, đó là trí vào lỗ chân lông, trí vào hạt bụi, trí chánh giác vào thân cõi nước, trí chánh giác vào thân chúng sinh, trí chánh giác vào tâm chúng sinh, trí chánh giác vào hạnh chúng sinh, trí chánh giác vào tùy thuận tất cả nơi,
trí vào thị hiện biến hành, trí vào thị hiện thuận hạnh, trí vào thị hiện nghịch hạnh, trí vào thị hiện tương nghỉ bất tương nghỉ thế gian, biết rõ không biết rõ hạnh, trí vào thị hiện thành văn, trí bích trì Phật Bồ Tát hạnh, trí Như Lai hạnh. Thập địa Bồ Tát lại biết trì Phật khắp vào nơi các đạo trí huệ, như kinh văn nói trí vào lỗ chân lông là trí huệ khó nhất, phải vào trong lỗ chân lông của tất cả chúng sinh để giáo hóa chúng sinh. Trí lại có thể vào hạt bụi, trình độ vi tế đó giống như bụi trong hư không, bổn lai không biết số mục và thể tích của nó. Lại có trí huệ tránh giác vào thần cõi nước. Thần cõi nước chỉ là hữu tình thế gian, vô tình thế gian, khí thế gian. Tránh giác là tránh giác thế gian, tức tịnh cõi nước. Bồ Tát có trí huệ vào chư Phật tránh giác thế gian. Lại có trí huệ tránh giác vào thân chúng sinh, giống như chư Phật Bồ Tát có lúc hóa hiện một cõi nước nghiêm tịnh, có lúc hóa hiện một tòa núi hoặc một con sông. Sự thị hiện đó phát xuất từ tâm đại bi của Bồ Tát, khiến cho chúng sinh được lợi ích mà phát tâm Bồ Đề, tương lai sẽ thành chánh giác. Lại có trí huệ chánh giác vào tâm chúng sinh, lại có trí huệ chánh giác vào hạnh chúng sinh, lại có trí huệ chánh giác vào tùy thuận tất cả mọi nơi, lại có trí huệ vào thị hiện biến hành, lại có trí huệ vào thị hiện thuận hạnh, lại có trí huệ vào thị hiện nghịch hạnh. Thuận nghịch cả hai Bồ Tát đều biết được. Lại có trí huệ vào thị hiện tương nghỉ và bất tương nghỉ, thế gian có thể biết rõ và không thể biết rõ hạnh. Lại có trí huệ thị hiện thanh văn, trí huệ bích trì Phật hạnh, trí huệ Bồ Tát hạnh và Như Lai hạnh. Đủ thứ trí huệ vô thượng ở trên Bồ Tát đều đã chứng được. Phật tử, hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật rộng lớn vô lượng, Bồ Tát này đều vào được. Bồ Tát Kim Cang Tạng này gọi một tiếng cao vị đệ tử của Phật. Hết thảy trí huệ của mười phương chư Phật rộng lớn vô lượng vô biên vô thượng thù thắng, thập địa Bồ Tát ngài đều chứng được. Phàm là Phật có thì ngài đều vào được. Bảy thứ trí ở trên vừa nói đều là trí huệ của chư Phật Bồ Tát đắc được vào được, cho nên gọi là trí đạo. Phật tử, đại Bồ Tát trụ điện này liền đắc được Bồ Tát giải thoát không nghĩ bàn, giải thoát không chướng ngại, giải thoát tịnh quán sát, giải thoát khắp chiếu sáng, giải thoát Như Lai tạng, giải thoát tùy thuận vô ngại luân, giải thoát thông đạt ba đời, giải thoát pháp giới tạng, giải thoát quang minh luân, giải thoát vô dư cảnh giới. Mười giải thoát này làm đầu, có vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn giải thoát đều đắc được trong thập điện này. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng ca vị đệ tử của Phật. Vị đại Bồ Tát này, thập địa Bồ Tát trở đến quả vị pháp vấn điện rồi, liền đắc được thần thông cảnh giới chuyển biến tự tại, giải thoát trí huệ, giải thoát tam muội không thể nghĩ bàn. Cũng đắc được giải thoát trí huệ và giải thoát tam muội viên dùng vô ngại, tịnh quán sát giải thoát, tịnh tức là thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, dùng diệu quán sát trí thanh tịnh, để quán sát thế nào mới đắc được giải thoát, cho nên gọi là tịnh quán sát giải thoát, tức cũng là giáo hóa nhân gian, gặp việc không cần cấp tốc, không cần thần kinh quá nhanh nhẹn, phải đầu óc thanh tịnh, tư tưởng an tĩnh, ngàn vạn đừng vọng động cử chỉ nhẹ nhàng, bằng không thì không thể nói là tịnh quán sát được. Vì thanh tịnh quán sát mới đắc được giải thoát, khắp chiếu sáng giải thoát, tức là trí huệ quang có thể chiếu sáng đến tận, khắp tận hư không, khắp pháp giới, mà trước vào tướng chiếu sáng, như vậy mới đắc được giải thoát. Như Lai tạng giải thoát, nếu như có chấp trước vào Như Lai tạng, thì không thể được Như Lai tạng giải thoát, phải không Như Lai tạng, bất không Như Lai tạng, bất không, không bất không Như Lai tạng. Không Như Lai tạng tức là chân không, bất không Như Lai tạng tức là diệu hữu, không bất không Như Lai tạng tức là diệu hữu, tức là chân không đầy đủ diệu hữu phi hữu chẳng ngại chân không chẳng không chẳng ngại diệu hữu. Đây là Như Lai tạng giải thoát không chấp trước. Tùy thuận vô ngại luân giải thoát, nếu hay tùy thuận vô ngại luân tức là viên dùng vô ngại, căn bản chẳng nói chẳng giải thoát. Nếu không tùy thuận thì không thể viên dùng vô ngại, thì có sự chấp trước thì không đắc được giải thoát. Thông đạt ba đời giải thoát vốn chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, chẳng có vị lai. Quá khứ tức là vị lai cũng tức là quá khứ hiện tại vị lai, ba thủa bất khả đắc, bất quá trên tri kiến của phàm phu thì có quan niệm ba thủa, nếu thông đạt ba thủa thì rõ bất khả đắc, tức đắc được giải thoát. Pháp giới tạng giải thoát, tất cả mọi thứ đều bao tạng ở trong pháp giới. Như có thể y tướng thì có thể minh bạch,
thông đạt vô ngại, chẳng chấp trước tướng, thì đắc được giải thoát, lại đắc được quang minh trí huệ luân giải thoát. Lúc này trí vô ngại, không nghĩ bàn giải thoát của Bồ Tát, đường một mà biết rõ vô lượng số. Cho nên nói tất cả cảnh giới bao quát vô dư giải thoát, mười môn giải thoát này là tiến trụ quả vị thập địa Bồ Tát đầu tiên chứng được. Nếu nói tỉ mỉ thì có vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn giải thoát khác đều ở trong pháp vân địa chứng được. Như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn tam muội, vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn đà la ni, vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn thần thông, thảy đều thành tựu. Như vậy vô lượng vô số trăm ngàn a tăng kỳ môn tam muội, vô lượng vô số trăm ngàn a tăng kỳ môn tổng trì đà la ni, vô lượng vô số trăm ngàn a tăng kỳ môn thần thông, tại thập địa pháp vân địa Bồ Tát đều tu chứng thành tựu viên mãn đầy đủ. Phật tử đại Bồ Tát này thông đạt trí huệ như vậy, tùy thuận vô lượng Bồ Đề, thành tựu niệm lực khéo léo. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng: ca vị đệ tử của Phật, vị đại Bồ Tát pháp vân địa này, ngài thông đạt pháp môn thâm sâu vô thượng như đã nói ở trên, chứng được đại trí vô thượng thù thắng, tùy thuận vô lượng Bồ Đề, thành tựu pháp môn phương tiện và niệm lực khéo léo. Mười phương vô lượng chư Phật, hết thảy vô lượng đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ, trong khoảng một niệm đều an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Ví như ta giả la long vương chút mưa lớn xuống, chỉ trừ biển lớn còn tất cả chỗ khác đều không thể an được, không thể thọ được, không thể nhiếp được, không thể trì được. Tạng bí mật của Như Lai, đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ cũng là như thế, chỉ trừ thập địa Bồ Tát còn tất cả chúng sinh khác, thành văn độc giác cho đến cửu địa Bồ Tát đều không thể an được, không thể thọ được, không thể nhiếp được, không thể trì được. Lúc đó công phu tu trì của thập địa Bồ Tát đã đạt đến trong khoảng một niệm, có thể tiếp thọ được hết thảy vô lượng đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ của mười phương vô lượng chư Phật, đều an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Ví như ta giả la long vương chút xuống lượng nước mưa rất lớn, chỉ có biển cả mới dung nạp được nước mưa như vậy, còn tất cả những sông nhỏ, sông lớn, hồ, ao lớn đều không thể tiếp thọ được lượng nước mưa lớn như vậy. Không thể an lập được, không thể dùng thọ được, không thể nhiếp thu được, không thể thọ trì được. Pháp tạng bí mật của Phật, đại pháp minh, đại trí huệ quang minh, đại pháp chiếu, đại trí huệ quang, chiếu khắp tất cả vạn vật. Đại pháp vũ, mưa lớn xuống, thấm nhận khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh sớm thành Phật đạo. Từ bi trí huệ bình đẳng, vô lượng phước đức của Phật cũng như vậy. Chỉ có thập địa Bồ Tát, pháp vân địa, an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Còn các vị Bồ Tát những địa dưới và tất cả chúng sinh, bậc thánh thành phần độc giác cho đến Bồ Tát cửu địa đều không thể an lập được, không thể dùng thọ được, không thể nhiếp hóa được, cũng không thể thọ trì được. Đại pháp tạng bí mật của Phật. Phật tử ví như biển cả, an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Lượng nước mưa lớn của Đại Long Vương mưa xuống, hoặc hai hoặc ba cho đến vô lượng các Long Vương mưa xuống, trong khoảng một niệm, cùng lúc chút xuống đều an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Tại sao? Vì biển cả rộng lớn, vô lượng. Bồ Tát trụ pháp vân địa cũng là như thế, an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ của một vị Phật, hoặc hai hoặc ba cho đến vô lượng vị Phật, trong khoảng một niệm, cùng một lúc diễn nói cũng đều như thế, cho nên địa này gọi là pháp vân. Bồ Tát Kim Cang Tạng này gọi một tiếng: ca vị đệ tử của Phật, ví như biển cả hay an lập được, dung thọ được, nhiếp được, trì được một trận mưa lớn của một vị đại long vương. Nếu như hai vị hoặc ba vị long vương cho đến vô lượng số long vương trong khoảng một niệm cùng một lúc đổ xuống một trận mưa lớn, thì biển cả cũng an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Đây là nguyên nhân gì? Vì đó là biển cả vô lượng rộng lớn, không có giới hạn lượng. Đại Bồ Tát trụ nơi pháp vân địa, ngài giống như biển cả, pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ của một vị Phật, ngài an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Dù có hai vị Phật hoặc ba vị Phật, thậm chí cho đến vô lượng chư Phật ở trong một niệm, đồng thời đối với ngài diễn nói diệu pháp của mỗi vị Phật, thì Bồ Tát đều an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Cho nên thập địa, địa thứ 10 gọi là pháp vân địa. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật tử, Bồ Tát địa này ở trong một niệm,
có thể ở chỗ bao nhiêu đức Như Lai, An Thọ, Chiếu Trì, Đại Pháp Minh, Đại Pháp Chiếu, Đại Pháp Vũ. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe nói một đoạn ở trên bèn hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Đại đệ tử của Phật, vị Bồ Tát này trụ Pháp Vân Địa, ở trong một niệm có thể nơi đạo tràng của bao nhiêu vị Phật tiếp thọ an đập nhiếp nạp trì dự dụng Đại Pháp Minh, Đại Pháp Chiếu, Đại Pháp Vũ của chư Phật. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử không thể dùng toán số biết được, tôi sẽ vì ông nói ví dụ này. Phật tử, ví như mười phương, mỗi phương đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha số hạt bụi thế giới cõi Phật. Mỗi chúng sinh trong thế giới đó đều được văn trì Đà La Ni làm thị giả của Phật. Ở trong chúng thanh văn là đa văn bậc nhất, như tỳ kheo đại thắng của Đức Phật Kim Cang Liên Hòa Thượng, pháp của một chúng sinh thọ, những người khác không thọ trùng. Bồ Tát Kim Cang Tạng giải đáp: Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật tử, vấn đề ngài hỏi không thể nào dùng phương pháp tính toán mà biết được. Bất quá tôi có thể vì ngài nói một ví dụ. Phật tử, ví như mỗi phương trong mười phương có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. Ở trong mỗi cõi Phật có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Mỗi chúng sinh ở trong những thế giới đó đều đắc được văn trì Đà La Ni, tức là tam muội Đà La Ni, pháp môn Đà La Ni, lắng nghe thọ trì. Làm thị giả của Phật thường thường là bậc đa văn đệ nhất trong chúng hàng thanh văn. Giống như thời Đức Phật Kim Cang Liên Hòa Thượng, ngài có một vị tỳ kheo đại thắng, ngài là văn trì bậc nhất đương thời. Nếu mỗi chúng sinh trong vô lượng thế giới, trong vô lượng cõi Phật thọ Đại Pháp Minh, Đại Pháp Chiếu và Đại Pháp Vũ, những chúng sinh khác đều không thể trùng Phật Pháp nhau được,